Rồi các bạn tiếp tục phối hợp. Bây giờ là chiếc Z Flip 6 ha. Chiếc này thì các bạn rất là dễ hình dung, nó dành cho những người nữ ha, các bạn nữ. Tuy nhiên mình vẫn thấy một số bạn nam thích dùng Z Flip ha. Tức là nó gập kiểu nửa ha, nửa thân máy gập lại vuông vuông. Thì đây là chiếc Z Flip 6 thế hệ mới nhất, vừa ra mắt cách đây mấy bữa thôi. Và giờ mình đã có trên tay cái bản chính hãng luôn. Đây chiếc mình mượn chiếc Z Flip 5 đây. Đây là Flip 5 các bạn ha. Flip 5 ra mắt tròn 1 năm trước ở đây ha. Thì lúc mà năm ngoái ra mắt cái Flip 5 với cái màn hình lớn ở bên ngoài là đã gây ngạc nhiên và thích thú cho nhiều người rồi. Thì bây giờ Flip 6 có gì mới hơn, có gì gọi là gây trầm trồ cho các bạn hơn không? Cùng với mình khui hộp nha. Đây nguyên siêu. Mình là được may mắn được bóc siêu rất là nhiều sản phẩm công nghệ mới các bạn. Đây Galaxy Z Flip 6 có gì trầm trồ. Còn cái hộp phụ kiện để coi, nằm trong này rồi. Phụ kiện thì mình nghĩ chắc cũng có một cái sợi cáp thôi chứ không có gì nhiều. Đúng là chỉ có một sợi cáp C2C thôi các bạn ha, của Samsung. Và một cái cây chọt sim thôi ha. Đó. Thì đây là chiếc Fold, chiếc Flip 6 các bạn. Flip 6 ha, vừa cầm trên tay thì giống như cái video nãy ha. Fold 6 á, thì các bạn thấy là cái đường bên hông nè ha, thiết kế bên hông cũng thay đổi hoàn toàn luôn. Từ bóng bầu thì bây giờ chuyển qua vuông phẳng ha, phẳng vát góc phẳng và những cái bo cong nhẹ y chang trên cái iPhone của mình luôn, iPhone 15 á ha. Nhìn đã lắm, cầm mát, nhưng mà đây không phải là titan các bạn nha, không phải là titan, nó là bằng kim loại. Ở phía sau lưng thì mình thấy sự khác biệt liền ha. Ở đây cái phiên bản cũ là kính bóng, còn bây giờ họ làm kính mờ. Đó, một cái thay đổi khá là ưng ý các bạn ha. Nó không có bị dính những cái vân tay rồi những cái vết bẩn ha, sạch sẽ ha. Không có bị bóng giống cái này. Này các bạn dính cái là nó xoay qua xoay lại là bóng đèn, bóng đồ nó rọi vô, chụp hình chụp đồ nó cũng không có ăn ảnh bằng. Rồi, mặt trước. Đó. Y chang trên cái Fold các bạn, nó vẫn làm một cái viền. Đó, một cái viền kiểu như một cái viền cao su ở đây nè, nó đi dọc cái màn hình ha, nó là một cái điểm chêm giữa cái khung kim loại với cái màn hình đây. Thì khi mình gặp lại á, nó sẽ là hai cái phần đó nó chụp vào á ha, nó giúp bảo vệ cái màn hình. Bản lề thì trên bộ đôi Fold mới và Flip mới thì họ làm cải tiến hơn, thiết kế lại cho nên nó cảm giác nó nhẹ, nó cho mình một cái đường gấp nó thẳng tưng luôn ha, nó không bị hở kiểu chữ V ngày xưa nữa. Đó, rất là đẹp. Mặt trước nè, chỗ đây là cái chỗ chọt sim. Thì nãy mình trong cái video khui hộp cái Fold ha, mình chưa chọt cái sim ra cho các bạn coi. Bây giờ sẵn này mình chọt cái khe sim này ra cho các bạn coi ha. Trên hai máy nó cũng tương tự như nhau thôi. Nó cho mình một cái chỗ để cái sim vật lý ha. Đây, một cái chỗ để sim vật lý. Và cái eSIM là bây giờ là mỗi cái máy được 5 cái eSIM ha. Đó. Tuy nhiên thì cùng một lúc mình chỉ xài được hai cái sim online cùng một lúc thôi. Đó là cái chuẩn bây giờ của những cái điện thoại đời mới bây giờ. Đây là cái màn hình bên ngoài của cái Flip 6, hai camera tròn đã được nâng cấp. Đó, từ 12 megapixel cái camera chính bây giờ lên được 50 rồi các bạn ha. 50 megapixel. Rồi, một dòng bên ngoài cho các bạn nào đang dùng cái Flip 5 ha, để thấy được cái Flip 6 nó khác biệt như thế nào khi mình chưa mở màn hình lên. Cụm camera lớn hơn. Cái đèn trợ sáng thì nó cũng đặt đúng cái vị trí cũ ha. Bản lề đó, bên này bóng, bên này phẳng phiêu hơn, nhìn nó sạch sẽ, không có bị
các bạn thấy đèn đầu ra nắng mặt trời rồi nó chói ha, bây giờ nó sẽ phẳng sạch tất cả viền bóng, những cái gì bóng bẫy là được loại bỏ hết rồi, bây giờ nó sẽ trở thành rất là sang. Bên hông cũng vậy ha, đó tất cả đều thay đổi hết, nhưng mà những cái vị trí rồi nút nguồn rồi tăng giảm âm lượng, tất cả những vị trí thiết kế ha vẫn không thay đổi đó. Mic ở bên này ba cái mic, thì bên này 4 mic các bạn, chỗ sạc dưới PC và cái khu vực loa ha, đục lỗ chuyển qua một cái rãnh đó, rồi bên này khe sim, tất cả những cái vị trí thiết kế cũng không có gì hết. Nói chung là những người thiết kế thì họ chỉ chút xíu thôi ha, chứ không có phải vẽ lại ha. Đó, bên trong thì như mình nói cái flip 5 ha, cái viền màn hình nó dày hơn cái flip 6 một chút. Giờ để mình mở cái nguồn của cái máy này lên, thì lúc mở thì các bạn giữ cái nút nguồn hơi lâu một chút ha, không phải 5 giây đâu mà nó lên tới hơn cả chục giây các bạn đó. À, hơn cả 10 giây nó mới mở lên cho lần đầu tiên. Cái loa trước các bạn ha, loa trước các bạn nhìn thấy đây nè, mình nhìn thấy qua cái kính của mình nó 4 khu ha. Đó, 4 cái rãnh nhỏ đây. Nhìn kỹ mới thấy các bạn ha, nó lớn hơn cái loa của cái Flip 5 này ha. Rồi, để mình setup nó nha. Tương tự như trên Fold 6 các bạn ha, thì Flip 6 này nó cũng được trang bị công nghệ AI, rồi cái phần mềm các bạn ha, thông tin phần mềm thì vẫn sử dụng cái bản One UI 6.1.1 và phiên bản Android 14 mới nhất ha. Thì các bạn lâu lâu xài Samsung thì các bạn cứ vô đây rồi các bạn kéo xuống cập nhật phần mềm, các bạn bấm nó sẽ có những phiên bản update liên tục ha, để cho mình dùng những cái nào mà mới nhất. Cái phần Galaxy AI cũng vậy, hỗ trợ rất là nhiều cái chức năng mới như hỗ trợ cuộc gọi, chat, phiên dịch, ghi chú, phiên âm, duyệt web, tùy chỉnh. Nhất là các bạn chụp những cái tấm hình rồi các bạn xóa những cái đối tượng chung quanh, hoặc là xóa dây điện, xóa cục điện gì đó à, thì những cái thế hệ sau này hỗ trợ AI thì nó xóa rất là đẹp và rất là nhanh luôn. Đó là cái mà mọi người đang thích thú, những cái phiên dịch này kia nữa. Thì để sử dụng cái chức năng này thì các bạn bấm lock, phải lock in cái tài khoản của mình vô ha, tài khoản Samsung, các bạn tạo cái tài khoản Samsung lock in vô thì nó sẽ dùng được cái này. Thì mình lâu lâu mình chụp hình bằng iPhone nhưng mà mình đưa qua cái Samsung để mình xóa cục điện hay dây điện là chuyện bình thường. Thì cái Flip hoặc là cái Fold đời thứ 5 á, thì tới bây giờ thì họ đã có những phiên bản cập nhật lên cái AI hết rồi các bạn. Tuy nhiên thì cái 6 này cái CPU nó mạnh ha, nó hỗ trợ cái việc dùng AI nó sẽ tốt hơn. Đó, rồi những cái bảo mật về sinh trắc học, bảo mật về vân tay đầy đủ hết trên cái bộ đôi này. Thì những ai mà thích một chiếc máy nhỏ gọn ha, nhỏ gọn với hai cái màn hình trong ngoài và màn hình ngoài, thì bây giờ nó cũng làm được nhiều trò các bạn. Từ cái thế hệ 5 trở đi thì màn hình bên ngoài các bạn thấy là nó làm được nhiều trò hơn. Nó coi được cả YouTube ở trên này nữa ha. Đó, các bạn muốn tùy biến, tùy chỉnh cái màn hình ngoài thì các bạn vô trong cái phần cài đặt, nó có một màn hình ngoài, thì trong này nó có cái đó, mấy cái thêm rồi ha. Thôi các bạn tha hồ mà chọn rồi bấm vô quản lý rồi cho thêm những cái widget vô, rồi đưa những ứng dụng nào nó cho phép để lôi nó ra màn hình ngoài các bạn sử dụng ha. Thì Samsung nó cho được cái gì thì nó sẽ bỏ trong đây để mình tùy chỉnh cái màn hình đó ha. Bạn bấm vào quản lý để mà tùy chỉnh những cái chỉnh nào các bạn thích ha. Rồi bấm hoàn tất phần ở trên góc này, các bạn có thể thêm pin bọng hay cái gì đó vào, hiện biểu tượng pin vân vân ha. Thì các bạn setup, sau khi setup xong thì các bạn ra ngoài, các bạn sẽ có được một cái giao diện ha, giao diện đó theo ý của mình. Rồi các bạn lắc qua lắc lại thì sẽ có những cái chức năng ha, như thông báo hoặc là vuốt ở trên xuống, các bạn có những cái phím tắt ở đây nè, tăng giảm màn hình, độ sáng vân vân ha. Thì nó cũng khá hay ha, khá hay coi hình coi ảnh ở trên này. Thì các bạn nào dùng Samsung các bạn quá rành cái này rồi ha, rất là đẹp. Các bạn nữ thì mê tít những cái giao diện này của Samsung ha.
so với cái Flip 5 ở đây. Thì bây giờ Flip 6 có gì đáng để các bạn nâng cấp? Ở cái điểm các bạn muốn thay đổi nhất ha, muốn nâng cấp nhất chính là camera từ 12 megapixel, cái camera chính á, họ được họ đẩy lên là 50 megapixel các bạn ha. Đây là cái điểm đáng giá nhất trên cái dòng này. AI thì đã được nâng cấp trên hai máy rồi, nhưng mà cái máy mới với chip mới nó sẽ mạnh hơn. Chống nước, chống bụi luôn, chuẩn IP48. Đó thì khá ngon để các bạn đi chơi ngoài trời. Thiết kế phẳng. Thiết kế phẳng là một cái mà các bạn thấy nó sạch sẽ, không còn bóng bẩy nữa. Pin từ 3.700 các bạn lên 4.000. Đó, thì đó cũng là cái mà các bạn thấy là Samsung nỗ lực rất là nhiều trên cái thiết kế gập nhỏ chút như vậy ha, nhét được viên pin 4.000 vô. Thì những cái nâng cấp mình vừa đọc á, các bạn thấy là nó sẽ ăn tiền hơn là trên cái Fold đúng không? Còn cái trên cái Fold trước á, thì nó ít cái nâng cấp đột phá trên camera hơn. Đó, còn cái màn hình thì nó cũng không có thay đổi nhiều. Họ nói là màn hình thì sáng hơn, rồi viền thì mình thấy trước mặt ở đây thì cũng không có được mở rộng hơn bao nhiêu hết đâu. Đó, gần như là cái mang tới một cái cảm giác trải nghiệm trên màn hình thì tương tự như nhau thôi. Chụp hình thì camera trước vẫn vậy ha. Nhìn trước mặt ở đây thì các bạn không có thấy gì khác biệt, nhưng mà nhìn cầm kỹ thì những cái điểm mình nói là các bạn thấy nó khác ha, nhất là cái phần thiết kế từ bóng bẩy, bầu bầu bỉnh bỉnh ha, chiếu 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 bóng bẩy, chuyển qua nó thiết kế tối giản phẳng sang. Đó là cái xu hướng trong năm nay các bạn. Cái thiết kế mới này cho mình cái cảm giác cầm nó chắc tay, nó phẳng phiu đã lắm các bạn. Hiện tại thì Samsung Việt Nam đưa về thị trường 4 màu: xanh Maya, màu vàng Solar, xanh Min. Đó, cái màu mình cầm đây là xanh Maya. Đó, và một cái màu nữa là xám Metal. Đó, xám kim loại. Thì giá nó tùy thuộc vào phiên bản bộ nhớ trong các bạn nha. Thì thấp nhất mình thấy là 28.990.000. Đó, với rất là nhiều cái quà tặng, ốp lưng chính hãng, rồi Samsung Care, rồi bảo hành 2 năm, rồi miễn phí dán màn hình 2 lần, rồi bộ Office 365 trả góp 0%, và đặc biệt là thu cũ đổi mới nữa, trợ giá lên tới 4 triệu ha. Tức là các bạn đừng có nhìn cái giá trên web ha, giá trên web chỉ là cái giá để các bạn tham khảo thôi, còn cái giá thực tế cũng như rất là nhiều khuyến mãi thì các bạn nên liên lạc trực tiếp với nhân viên ở Mai Nguyên để các bạn tư vấn cho mình ha, để được cái giá tốt nhất. Cái phần chi tiết về cấu hình các bạn, về chi tiết cấu hình thì trên cái Flip này một cái điểm đáng giá là họ nâng cấp bản cũ là 8GB lên 12 các bạn, khá mạnh mẽ ha. Đó, cái màn hình bên trong này là 6.7 inch, dài rất là đẹp, nặng 187g các bạn, và nó xài con chip Snapdragon 8 Gen 3 mới nhất luôn của hãng Qualcomm, cho nên là mọi người yên tâm ha, chạy mát máy ngon lành. RAM thì tuyệt vời rồi. Đó, 12GB, chụp hình 50MP, quá mạnh mẽ ha, cho một cái máy gập nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng bàn tay. Thì đó là những cái cảm nhận ban đầu và những cái thông tin cơ bản ha, sau khi mình khui hộp ra. Đó, một em gọi là Flip mới nhất 2024 các bạn. Rồi, mời các bạn ghé các cửa hàng Mai Nguyên ở 144 Võ Thị 6 và Sài Gòn Center ha. Nếu các bạn có đi shopping ở trong Sài Gòn Center thì tạt qua. Thì máy này mình sẽ để đó cho mọi người trải nghiệm nha. Rồi các bạn hỏi nhân viên để tư vấn những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất. Kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. I have brought you all together because one of you has stolen these phones. You all have good motivation to steal them, but who did it? That is the question.
And when I saw Circle to Search on Galaxy Z Fold 6, a new way to find exactly what you need with a simple circle, I knew there could be no other suspect than Derek the Party Planner. Time to take your search to the next level. Why type when you can circle? Search results right there without typing a single thing. What are you up to now, Derek? A message note combo on one big screen. Look who's maximizing multitasking. All without switching apps. Case closed. No. Or so I thought, until I remembered immense processing power. The most powerful AI processor on a Samsung Galaxy smartphone. And who would enjoy that more than Sue the Tech Vlogger? Guys, just look at the newest Samsung Galaxy Z Fold 6. There's so many upgrades, I don't even know where to start. And for all my fellow gaming nerds out there, this is the fastest AI processor you've ever seen in the Galaxy Z Fold series. Hardware accelerated ray tracing gives you light-changing gaming experiences. And hello, where did the crease go? The lightest and slimmest Galaxy Z Fold packed with more immersive action, while a 1.6 times larger vapor chamber keeps you cool. This is the phone you'll want to game on. But the tech vlogger taking the tech device seems a bit on the nose. Exactly. So I moved on to the next feature. FlexCam. The ultimate hands-free selfie experience. Perfect for actress-slash-waitress Summer. A girl who loves the spotlight. How could you resist the new 50-megapixel camera and FlexCam with auto-zoom, keeping you in frame automatically hands-free? Smile! You see, this is the new powerful way to selfie. And look at that attention to detail. Pro-visual engine flawlessness. Creating the perfect moment, effortless as ever. Pose it, flip it, hands-free snap it. Like it, scroll it, don't recharge it all day long. But it isn't you either. You couldn't have stopped yourself from posting the perfect selfie, but there was nothing to post because you didn't take the phones. So let's look at this through Flex Window. Feel like a local with the best translation experience ever on a Samsung Galaxy smartphone. Am I right, Brian? Shall we go for a walk? Avec plaisir. A two-way interpreter to show you both sides of the love story. Don't ruin the moment. Don't reply. Oh, unless it's suggested replies. Quick glance, big flex. But you're a lover, not a robber. I love love. Exactly. That's why the only answer left is Note Assist. The easiest way to summarize and organize notes with Galaxy AI. The final puzzle piece. In our line of work, no detail can be left unnoted. Turning messy handwriting to tidy notes. All perfectly formatted. Hours of recordings become easy to read transcripts. Transcripts become simple bullets in just a tap. What a game changer. A productivity machine on a wide open screen, like your own personal assistant. And the upgraded durability of these phones would come in quite handy for your clumsy, sticky fingers, wouldn't it? But sir, how did you know about the durability upgrades? I haven't given you the folder yet. It makes perfect sense. Of course you couldn't resist. These are the perfect phones for you!